Thank you for the happiest year of my life. Hai ba. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với vlog đi Đà Lạt với lớp của mình. Thì bây giờ mình đang đi siêu thị để mua đồ ăn nè. Mình vừa mới soạn ra hết rồi thì chủ yếu là mình mua bánh kẹo thôi à, để lên xe ăn cho nó vui. Còn đây là một vài outfit mà mình sẽ đem theo. Tất cả những món đồ mình mặc trong vlog là mình mua từ shop Lovito hết á. Thì mình có mã giảm giá rất là xịn luôn. Mình sẽ để hết link quần áo và mã giảm giá dưới phần mô tả cho mọi người nha. Đầu tiên là cái áo cardigan này. Mình có đem lên Đà Lạt để mặc, nhưng mà tại vì trời nó lạnh quá cho nên là mình mặc cái này nó không có giữ ấm được á, nên là mình để nó lại. Thì cái này mình mặc với áo dài là siêu đẹp luôn. Nếu mà bạn nào muốn tìm cardigan mặc với áo dài cho đẹp thì mình nghĩ cái này là ok nha. À mọi người cũng đừng quên follow Insta của mình nữa. Còn đây là page Facebook, nếu mà mọi người thích thì cũng có thể xem thử. Còn cái quần ngắn này cũng khá là xinh, nhưng mà tại vì lạnh quá mình mặc không có được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào vlog thôi. Hai, bây giờ 5 giờ sáng nè, tụi mình đang chuẩn bị lên xe để đi Đà Lạt. Mình đi đúng ngày Noel 25 tháng 12 luôn, nên chắc là ở trên Đà Lạt lạnh lắm. Bây giờ thì lên xe rồi đi kiếm chỗ ngồi thôi. Nhìn đông vui quá ha. Hello mọi người, mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Quá nắng đẹp quá mọi người. Tươi tỉnh mấy bạn, hôm nay mình sẽ dắt mấy bạn đi ăn đám cưới nha. Mời mấy bạn vô bàn của tụi mình. Mọi người nghe tiếng la không? Trời sung quá trời luôn á. Sáng nay mình được ăn hủ tiếu nè. Ở đây mới là chạm dừng chân thôi, chưa có tới Đà Lạt đâu. Nhưng mà công nhận đồ ăn suốt nguyên chuyến đi này rất là ngon nha. Ủa dừng ăn trưa nữa nè. Sao mới đầu chuyến đi vậy mà ăn không chịu trời. Hình như lúc này là gần tới Đà Lạt rồi. Nhìn giống đi đám cưới quá ha. Nhưng mà chỉ có nhà hàng lớn như vậy mới đủ chỗ cho khối 12 của trường mình thôi. Bên đây thiếu một đôi đũa. Chị đưa chị. Trời ơi, mấy cái đứa này nó phá quá, làm đổ nước từ lưa. Bây giờ mình đã tới khách sạn rồi đây. Tụi mình được ở khách sạn 3 sao luôn á, nói chung là rất xịn luôn nha. Bây giờ vào check-in thôi. Đây là phòng mình ở, tụi mình ở phòng 4 nè, là 4 bạn nữ ở chung. Giường khá là sạch sẽ và nhà vệ sinh cũng sạch lắm luôn. Phòng này cũng rộng rãi mà thoáng mát nữa. À, cái nón dễ thương quá à, mình đã gắn hết link đồ mình dùng ở dưới mô tả rồi, mọi người nhớ xem nha. Giờ thì mình sẽ vào trong phòng chuẩn bị để vài tiếng nữa mình sẽ đi với trường. Mình định là make up xương xương để chụp hình thôi. Thì cái này là lens mình dùng của TTDI. Mình vừa được tặng bộ mỹ phẩm này cho nên là mình sẽ test luôn. Điểm tuyệt vời nhất mà mình thấy là lớp kem nền không có bị móc. Nguyên buổi đi chơi mình chơi cũng nhiều nhưng mà kem nền nó vẫn ok. Bảng màu mắt siêu dễ thương, mình thích mấy cái có kim tuyến này lắm nè. Nhưng mà đánh lên thì thấy nó cũng không có rõ lắm. Chắc là tại mình không biết đánh. Nhưng mà mình siêu thích bộ mỹ phẩm này luôn. Rất là đẹp luôn nha. Đó, xong rồi thêm kim tuyến lấp la lấp lánh nữa nè. Mình sẽ dùng son trong video hôm trước luôn, đánh lên nó mịn lắm luôn á. Trên Đà Lạt xài cây này không có sợ bị khô môi. Tiếp theo thì mình cũng gắn thêm mấy đôi bông tai nữa cho đẹp nè. Bộ này mình mua cũng ở Lovito luôn. Hồi trước mình hay đeo bông tai lắm nhưng mà bây giờ mình lười rồi. Nhưng mà công nhận là nguyên set này rẻ mà tiện lắm luôn á, tại vì mình chỉ đeo có một lần thôi. Cuối cùng là mình sẽ mang vớ nữa, tại vì càng tối thì nó sẽ càng lạnh cho nên là mình sẽ mang luôn cả hai đôi cho nó ấm. Cái đôi màu hồng thì là vớ ngắn, vớ lười á, còn màu vàng thì nó là vớ bình thường nè. Hello, xong rồi giờ chuẩn bị đi nè. Nhìn giống mà đi nghỉ eo trụi. Bây giờ thì tụi mình đang đi dạo vòng vòng ở khách sạn, với lại mua thêm một ít bánh kẹo với lại mì ly đồ để tối nay về phòng ăn chơi xong rồi quậy cái kiểu. Hello. Ủa sao cái cam nó không đẹp vậy mày? Cái cam nó bị chói. Wow, thì outfit ở buổi đầu tiên này mình thấy xinh quá trời luôn á. Thi xong đầu buộc tóc rối mà cuối cùng cũng có dịp cho mình được xinh đẹp. Cái ba lô mà mình đang mang á, nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ nó đựng được nhiều đồ lắm á nha. Ủa ai đây, có quen không ta? Nó chỉ chung lớp hết á, chụp chung tấm hình giữ kỷ niệm nè. Mình tìm được tiệm bánh ở gần đây, gần nhà thờ con gà luôn á. Trời ơi, bánh đây siêu rẻ mà ngon lắm luôn. Có bán thêm mấy cái nước ngọt này nữa nè, nhìn xinh xỉu. Thì mình đã mua được một cái bánh xúc xích nè. Bạn mình ăn cái bánh phô mai gì á, mình thấy cái đó ngon hơn. Giờ thì đi về lại khách sạn rồi lên xe đi tiếp thôi.
Tối nay thì mình sẽ có một buổi giao lưu cồng chiêng, cho nên là mình sẽ chọn một cái outfit nào đó mà nó năng động thoải mái. Thì đây là một cái áo thun trắng với lại quần ống rộng. Mình siêu thích cái bộ này luôn, tại vì nó là style của mình rồi đó. Nói chung là 10 điểm. Anh quay vlog, Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện nay chúng tôi đang có mặt ở tại thành phố Đà Lạt với một không khí rất là mát, không hề lạnh nha, không hề lạnh. Trời ơi, con đường ở đây đẹp quá mọi người ơi. Nhìn nó thơ mộng thật sự. Thêm cái lạnh của Đà Lạt nữa. Wow, chụp ảnh nhóm nữa nè. Yay, và bây giờ thì mình sẽ lên xe để đi thôi. Thấy không mọi người, đây chính là khán giả hậu giải với tụi mình một phát là nó dậy trắng tinh luôn nha. Ghê vậy trời ơi. Trời ơi, Đà Lạt về đêm đẹp quá nè, xuất sắc luôn á trời. Là mấy bạn ra đường mà mấy bạn. Dạ, là bây giờ mình không biết là bao nhiêu độ. Xe số còn có bao nhiêu chỗ còn trong đây các bạn. 6 giờ rồi. 6 giờ rồi. Đi rồi, đi rồi. Cứ quay đi. Đây đây, xuống một ở đây. Thì bạn này quay được mấy cái video siêu xịn luôn, cho nên là trong vlog mình đã xin một vài video đó. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Vui quá mọi người ơi. Nhìn giống Hàn Quốc. Hello, đây là dàn vệ sĩ của mình. Khắc khắc khắc. Mát. Review tí cảm giác. Mát quá. Người bây giờ mình sẽ đi lên xe, xong rồi mình sẽ đi giao lưu với những người giờ mình sẽ đi giao lưu với lại mấy bạn này. Giao lưu nào. Thôi, lần đầu tiên gặp lần đầu tiên gặp YouTuber luôn lão. Chị ơi, chị đi hả? Ủa trời ơi. Hello, bây giờ mình sẽ đi giao lưu với những người ở đâu vậy? Ở trong bảng đó bà. Ok, sorry. Đi trong bảng. Đây là bác tài của tôi. Chú chào đi chú. Hello thầy. Con quay vlog. Lạnh quá ơi. Giờ tụi mình tới chỗ chơi rồi nè. Trời ơi, không khí đang rất là vui vẻ nhộn nhịp luôn á. Đố mọi người tìm thấy mình hi hi. Gì vậy? Hello. Mọi người ơi. Mọi người ơi, mình vừa mới đi chơi về. Giờ mình sẽ về lại khách sạn nè. Let's go.
10 giờ. À hả, 10 giờ là tụi mình tới giờ với Nghiêm rồi, cho nên là giờ tụi mình sẽ đi mua đồ ăn. Bây giờ tụi mình sẽ, đi mua đồ ăn lẹ. Bây giờ mệt quá mọi người ơi. Mệt lắm. Ê mày mệt. Con sữa nành tới giờ mua. Hả? Sữa đậu nành ở đâu mày? Ở đây nè, em mới đi ngang qua luôn. Ngon không? Tao không biết chỗ nào ngon. Lần nữa đi nào, đi nào. Giờ mình ghé qua chỗ bánh chén nướng ở gần nhà thờ con gà nè. Tối lạnh lắm luôn á, ngồi gần bếp than nó ấm xỉu. Nóng. Đây là em xong. Rất không xúc xích luôn á thiệt ấy. Đây ạ. Ngon nha mọi người, ngon lắm ha. Quá ngon. Hello là mọi người, subscribe kênh YouTube của mình là Ara là rapper, đúng không? Làm sao vậy? Giờ tụi mình tới giờ với Nghiêm mà tụi mình phải chạy về đây. Hello mọi người, hôm nay nó là ngày thứ hai. Ngày thứ hai và nhà trường bắt tụi mình tập thể dục. Bây giờ mình thở ra khói luôn mọi người. Thấy không? Thấy không? Không biết là trong này nè, chắc không thấy đâu. Giờ sáng nay là 10 độ. 10 độ. Mình đem rất là nhiều đồ nha mọi người, nhưng mà trời lạnh quá mình không thể nào bận được. Giờ mình chỉ có thể bận cái này thôi. Flycam đang quay tụi mình nè. Không có luôn ha. Có. Mình đang ở nhà ga Đà Lạt vừa tập thể dục xong. Còn bây giờ thì qua chỗ ăn sáng thôi. Sáng nay thì mình chỉ mặc áo thun bình thường thôi, nhưng mà mình thấy là bận áo này nhìn mình ốm hơn được xíu. Trời, mọi người thấy giọng mình kỳ không? Nó bắt đầu bị khàn rồi đó. Giờ thì lên xe đi tới điểm tiếp theo. Sáng nay chủ yếu là mình đi tham quan mấy cái khu bảo tàng đồ thôi. Wow, nhưng mà mình rất là thích phía sau nha. Kiểu to be yourself rồi đó. Hình như là ở Đà Lạt buổi sáng nó lạnh hơn hay sao á. Giờ mình sẽ đi tham quan cung Nam Phương Hoàng Hậu. Đúng rồi. Tụi mình đang đi tham quan cung Nam Phương Hoàng Hậu nè. Ở đây nhìn thanh bình yên tĩnh lắm luôn. À mọi người biết gì không, mình tìm thấy bộ công anh nữa nè. Trời ơi đẹp quá à. Nhưng mà không chỉ có một mà là quá trời luôn. Trưa nay thì mình lại ăn ở nhà hàng tiếp. Được cái là mình thấy cả chuyến đi này á, đồ ăn với lại phòng khách sạn siêu xịn luôn nha. Nói chung là rất là xứng đáng như những gì mà mình kỳ vọng. Quá tuyệt vời. Thì mình sẽ đi ăn bánh căn. Về khách sạn thì mình thay đồ để chuẩn bị cho đêm gala tối nay. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ đi ăn bánh căn. Outfit lần này thì mình chỉ mặc thoải mái thôi. Đa số mấy cái áo thun của mình đều mua Louis Vuitton hết á. Mình vừa mới ghé lại tiệm bánh hôm qua để mua cái chai này. Trời ơi dễ thương quá à. Mà uống cũng ngon lắm luôn á nha. Nó nhạt nhạt á. Tén tên nắng đẹp quá đi. Nè để mình cho mọi người coi full cái outfit của mình nha. Nón và áo thì mình đều đã gắn liền hết rồi. Mình sẽ ăn thử bánh canh nhà chung. Nghe nói nhiều rồi nhưng mà bây giờ mới có dịp ăn thử nè. Trời nhìn nó tròn tròn dễ thương quá ha. Mà ăn cũng rất là ngon nha. Trời lạnh mà ăn bánh nóng nóng vậy quá là xuất sắc. Ui ui ui, cái video này không hề kéo chân nha. Qua ngày thứ hai mình mệt quá nên mình toàn mang dép không à. Giờ thì mình sẽ lên xe để đi tiếp thôi. Let's go. Và đây mình đã tới khu du lịch nè. Đi đúng mỏi chân luôn á, nhưng mà cảnh ở đây siêu đẹp nha. Mình thích mấy cái cảnh núi rừng vậy lắm luôn á. Mình cũng muốn đi Tà Xùa nữa nhưng mà chưa có dịp. Nắng tầm giờ này lên quá là đẹp luôn, không biết khen sao luôn á. Nói chung là trời, nói chung là tuyệt vời xuất sắc. Kìa mọi người có thấy mây đang bay bay đằng sau không? Giờ thì mình sẽ đi tiếp xuống dưới để tham quan coi có gì không. Nói chung là cũng chụp được mấy tấm hình khá là ưng. Mọi người nhớ follow Insta để chờ xem hình mình up nha. Đúng là không uổng công mình đã chờ 3 năm ở trường để có ngày đi du lịch này. Nhưng mà cũng buồn lắm tại vì cũng là năm cuối cùng rồi. Có lẽ là lần cuối mà mình được đi với nhau đông đủ như vậy. Tại vì sau này mọi người đều có một hướng đi của mình. Sợ là sẽ không có thời gian dành cho nhau nữa. Mình rất là yêu quý lớp của mình luôn. Nên là hiện tại mình đang rất là trân trọng từng giây phút. Đêm gala tối nay mình sẽ cháy hết mình thôi. Đi đám cưới nha mấy đi ăn đi 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 đi
đâu thì quẩy hết sức quá à. Cho nên là giờ mình sẽ đi chợ nha. Rồi mình đi ở chợ Đà Lạt đây. Mình ghé mua ít quà bánh về để ăn thôi chứ cũng không có mua gì nhiều. Mấy bạn mình mua quá trời luôn mà giá cũng rẻ lắm luôn nè. 1, 2, 3. Wow. Quá trời đồ luôn. Cái này nhiều bịch này. Ủa cái này đồ của mình. Đây cái này nè. Bạn biết không? Cái này á 100 ngàn á. 100 ngàn một đống luôn. 100 ngàn trong nha. Xong rồi đi uống sữa đậu nành thôi. Hồi năm 2019 là lần đầu mình đi Đà Lạt thì mình có uống chỗ kia ngon lắm nhưng mà mình quên nó ở đâu rồi. Còn chỗ này là đối diện chợ Đà Lạt luôn nha. Lên YouTube của Thiên Ái. Hello thầy. Hãy từng lên YouTube của Thiên Ái. Hello mọi người. Dễ dễ khách sạn. Dễ dễ khách sạn. Đang đi bộ. Hi, hôm nay đó là ngày thứ 3 rồi. Thì cũng là ngày mà tụi mình sắp phải về. Lúc này là đang đi cáp treo để qua thiền viện Trúc Lâm nè. Vé chỉ có 80.000 thôi nhưng mà view rất là đẹp luôn nha. Đang tầm 9-10 giờ sáng gì á, nhìn trời xanh ngắt luôn. Đẹp thiệt sự. Quay ngang cái nhà quay chưa? Đúng rồi. Rồi. Ê, cái chỗ lu 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 la nè. Lu lu la là gì vậy? Cái quán cà phê em bữa thằng Châu dắt đi. Chỉ có điều là nắng giờ này thì nó hơi gắt quá, hơn là có sức kem chống nắng. Mà công nhận sáng ở Đà Lạt lúc nào cũng lạnh hết trơn, mình chịu lạnh không có tốt. Hello đây mọi người ơi. Rồi, chụp hình đi kìa. Rồi, chụp thẳng ở đây. 1, 2, 3. Đẹp quá. 2, 3. Ăn kem rồi lên xe về thôi. Lạnh thì lạnh nhưng mà ăn kem thì nó vẫn ngon nha. Celeb bỏ mình rồi. Quay mỗi Celeb chưa? Tại ngược hướng tay ha. Nó đã. Chia.